Dự báo thời tiết đêm 26 tháng 5, ngày 27 tháng 5 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực phía Nam có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ, có nơi 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mây từng đợt, mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ.